Hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người cách thay màn hình con Samsung Tab E này nhé, T561 nhé. Với màn hình trong, mình chỉ thay màn hình trong như thế này thôi nhá. Đây là màn hình trong của nó này. Mình mới lấy về màn hình trong này, bây giờ rơi vào tầm khoảng 600.000 này. Cái màn hình LCD bên trong này. Đây màn nó vỡ trong này, bên ngoài lành lặn không vỡ gì này. Vỡ bên trong nhá, vỡ hình ảnh hiển thị bên trong đang vỡ. Mình thay con này thì cũng không khó lắm đâu. Tháo ra ta tách ra thôi. Màn hình con này không phải là màn hình ép, màn hình rời. Tháo con này mình sẽ tháo ở giữa ra, đơn giản thôi. Cũng khá khỏe tay mới ra nhá, phải nhá. Có lẫy ở đây. Tháo màn vỡ còn dễ chứ tháo màn sống mới là khó nhá. Con này có lẫy rất chắc ở đây này. Nâng được ra sẽ lườn một lượt ra là ra thôi. Không có gì là khó cả. Cũng khá chặt tay đấy. Không là khó, quen thì dễ, chứ không quen tháo nó cũng mướt mới ra đấy. Nó sẽ ra cả tấm bằng sau lưng. Góc của cái lẫy rất chặt nhá. Chặt phết đấy, đùa đâu. Đúng là sẽ ra thôi, cái điểm phải ra ngay mà. Không gì phức tạp lắm cả đâu. Ra rồi này. Đúng điểm, đúng vị trí sẽ ra thôi. Làm sao tháo đúng cái lẫy của nó là sẽ ra. Lúc lắp vào thì bóp êm êm thôi nha. Một căng là vỡ đấy. Ban đầu nó đang có keo kêu nó chuẩn, nó không vỡ, nhưng mình tháo ra xong mình gắn vào nó sẽ bị kênh. Không phải chuẩn được cái ban đầu. Thế ra nó dễ, rất dễ bị vỡ. Nên lưu ý lúc lắp vào nha. Tháo ra màn này nó vỡ rồi, tháo ra cùng lắm vỡ vứt bỏ đi không sao. Đấy, bên trong có đây, một em máy bên trong này. Bắt đầu có một cái keo xung quanh như này. Chặt là chặt được keo này, tách được keo này sẽ ra. Bên trong đây, T561i đây. Việc đầu tiên là ngắt cáp pin ra. Có pin này. Nâng lên kéo xuống. Các màn hình này, nâng phần đen này nha. Kéo nó xuống. Cáp quả bóng phía trên này này. Cáp quấn này. Cáp quấn lại cạnh phần này nha, đừng cạnh sai một là vỡ ra nó khổ nha. Đó, bây giờ tiến hành chén nó vào đây. Cắt lớp cáp quấn này ra. Thay màn trong rồi đặt nó vào. Máy thì đây. Sẽ dùng một tấm phim như này hoặc tấm cứng hơn một tí. Để chém vào đây sẽ ra thôi. Không có gì cả. Chém đúng ra, đừng chém vào lớp cẩm lại vứt đi nha. Sẽ lùa phát ở giữa này này. Nếu dùng nhiệt sẽ dễ ra hơn nha, như mình tháo sóng cũng được. Dùng nhiệt thì sẽ ra êm hơn. Dễ ra là tháo sóng như thế này. Đây, mình phải làm sao lùa vào trong đây này. Đấy. Nhìn thấy cái phim mình lùa bên dưới chưa? Đấy. Lùa vào trong này chém đi chém lại là đứt thôi. Chém đưa một lượt là đứt thôi. Mình sẽ đây mình sẽ dùng cái này mình chém. Lưu ý là hai cái phím back hai bên này nhá. Cái phím này nằm trên cảm ứng nên không sợ đâu. Chém cái jack ra đầy là nhanh không? Nó hơi nguội nên hơi khó chém, còn nó không nguội nó răng ngay rồi. Mình có thể bổ trợ bằng 530 vào đây cho giảm đỡ bị xít. Đường cắt của mình sẽ không bị xít như cái này. Bây giờ hơi chặt rồi. Keo nó dính lại mà. Nó lại không quá khó. Nói chung là biết cách là tháo được đơn giản thôi. Không gì là phức tạp cả. Cắt cái này để
Đó, quà ngay mà. Và bây giờ nó dính keo lại này. Mình dùng tấm khác để mình chém tiếp. Mình sẽ xịt một ít 530 và cho ướt cái tấm này lên mình chém, nó sẽ không bị dính. Và mình sẽ làm tan cái keo ra, không bị dính lại. Nó không sẽ rất dính. Đó, nó hở ra đây này. Chỗ chén rất ngọt và chỗ chén rất chặt nhé. Kéo nào nó nhả rồi, thẩm thấu khô dần thời gian nhả rồi thì mình sẽ chém nhẹ ra ngay. Chỗ keo nó còn rất chặt. Cho một chút 530 là đừng cho nhiều quá nha, mà chảy vào chỗ không cần thiết là hơi nguy hiểm. Tôi chỉ cần chỗ chém nhẹ ra ngay này. Chỗ chém nhẹ ra ngay này. Cái đầu trên này hạn chế việc chém lại nha, đầu trên là không chém nữa. Kèo này dính lại này, mày nhìn thấy dính lại không? Dính lại, sợ dính lại này. Cắt nó đi ở đấy, dính lại là như thế đó. Tại sao mình chém đâu, mình chêm tay vào đấy, nó đảm bảo an toàn, không bị dính lại là được. Dính lại, cắt đi cắt lại mãi nó không ra. Cắt hai bên nha, trên đỉnh không cắt nha, trên đỉnh có cáp cảm ứng và mạch cảm ứng nằm rất nhiều trên đỉnh nên mình sẽ không cắt lên trên đấy nha, trên đây mình sẽ khò nóng và nhấc ra. Còn dùng tay thì bạn dùng máy sấy tóc được, nhưng máy sấy tóc sợ nhiệt hơi thấp nên là mình nâng như này lên khò vào đây cho nóng nó nhả ra. Không phải mạnh quá mà vỡ nha. Mà chém thật cẩn thận nếu không trên này rất nhạy cảm nha. Trên này nó có cáp cả một người trên này nên rất nguy hiểm. Chém chém chặt nhẹ nhàng đi nhá. Trên trên này rất nhạy cảm. Không tính phí mất tọa an tiền, có tiền cảm ứng rồi đấy. Tiền cảm ứng lại khổ ra. Lưu ý đến cáp cảm ứng nha. Hết sức lưu cáp cảm ứng nha. Thật tình cảm mới ra đây. Ô thao nóng nóng ra mà cũng khó ra ra chết đấy.
ít nữa nào. Thật phết đấy. Phải cẩn thận không? Mất oan tấm cảm ứng này chứ còn không thì... Xin giỏi quá. Bỏ cảm ứng này chắc chế độ... Chứ đẩy mấy phút tháo giật phát là ra ngay nếu không lấy cảm ứng. Đủ nhiệt ra nhắc ra 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 thôi. Nhắc làm sao phải ra thật đẹp thế này. Nên nhắc phải ra đủ cả cái lớp keo kia đoạn nơi mình dán lại đặt sẽ êm hơn rất nhiều. Nên giữ lại cái tấm này nha, để bạn lắp vào sẽ êm màn hình nha. Thường bóc bỏ đi mà khổ ra. Một tấm này sẽ rất êm ra cái màn hình. Đã ra. Cảm ơn đây. Đấy, chém làm sao mình chém cái lớp này giữ lại để đảm bảo an toàn cho các bạn. Cảm ơn này này. Rất dính nhá, còn rất dính nhá. Rồi đây là chấm lỗi một tí này, xấu này. Xấu một tí nhưng không sao. Đã xong cảm ứng đẹp, không gãy, không đứt, không vỡ. Bây giờ nhấc cái màn hình lên. Thay màn hình khác. Màn hình ở bên dưới nó có gắn keo đấy chứ. Mà không đâu. Mà nhấc bỏ cái cạnh ra cũng được thôi. Muốn tháo ra đẹp đẹp, thật sạch sạch tí. Nó vẫn có keo chứ phải không đâu. Tháo chỉ làm sao không đứt cái cáp đằng sau là được thôi. Chặt phết này, này. À, nhìn thấy thôi, chặt ra phết này, này. Bệnh không lên rồi này, thấy không? Này mà sống cạnh lấy nó ốm rồi nhỉ, là màn chết thôi nhỉ, màn sống cạnh nó ốm rồi mất, nát như tường, nhưng mà cạnh lấy vẫn chặt, thấy không? Sợ bốn góc thôi mà. Mình tháo bỏ rồi đấy. Khá sắc là quyền tay vào chảy máu, khá sắc. Đã ra, đây các màn hình này. Đấy. Thấy chưa, thấy chưa. Màn hình 4 sợi keo, 3 sợi keo 3 góc này thôi mà chặt như thế. Mình sẽ bóc cái này dán sang cái màn mới kia nha. Cái màn mới không có cái cáp ở đâu này. Các màn hình này. Các màn hình này, cái màn hình mới đây này, giống nhau không? Cũng y xì lại khác với cái cáp này dán sang và cái ni lông dán sang này. Đây đúng chiều nhá, không nhầm chiều nhọc người nhá.
này thiếu cái tấm này, mình bắt cái tấm này ra sán ra đầy đủ nha, tránh chặt chập. Okay, khá giống nhau đấy. Trông xinh ngay không? Đấy, mình lắp vào test lại đã. Ok, giờ mình bóc bóc ni lông và dán vào này. Phần vỡ này bỏ đi này. Lắp vào các màn hình này. Đây mình sẽ bật nguồn lên luôn cũng được. Đổ mình lắp sau cũng không thành vấn đề. Đã lên. Con này ok. Sẽ tranh thủ đặt cảm ứng vào nha. Nhớ là kênh cảm ứng lên nha, đừng để cảm ứng dính ngay nha. Dính ngay tí là không lắp vào đâu nha. Còn tí dính hết vào bây giờ. Không phải lau sạch cảm ứng mới lắp được vào cơ. Mình sẽ đặt kênh cảm ứng lên để đảm bảo việc tí nữa lắp dễ dàng nha. Keo này nó vẫn dính đấy, tí nữa cái đấy mình không cần bôi keo cũng được. Chắc chắn thì thêm một ít keo nữa vào cho êm. Cái này chỉnh tay cái này, cái anh ổn mất béo thì nó về cái này, tập lại mất hết, không bấm được cái này mà làm cái gì đấy. Cái này mất mẹ cả mạng. Anh cần cái nút đặt lại ấy. Cái bèo vào vầy nó cài lại mạng đúng không? Vâng, phải bắt lại wifi đi. Thế có nhớ mật khẩu nếu anh bấm cái nút đặt lại của nó ra cái này. Về nhập wifi nhà anh vào. Là ok. Nhập wifi nhưng mà cái trong hàng xóm là phải của nó gọi nó cho mật khẩu mới lấy được đúng không? À vâng, đúng rồi. Cái đấy là wifi nhà anh phải hỏi mật khẩu chứ. Điền nhớ chị. Wifi pin à, máy này pin à, sạc pin rồi đó. Anh nhấn vào cái nút đặt lại mà. Anh đặt lại làm gì khổ chứ. Ai biết bấm mẹ thì nó thành như thế này chứ. Có biết gì về máy móc đâu. Pin sạc pin lên tí đã phải. Anh về nhá. Vâng ạ. Cơ bản như là gần xong rồi, ta test lại cảm ứng một lượt nữa xem có ok hay không. Nhưng mà trong hiển thị xem có bị chấm mực mẻo xanh đỏ gì không. Pin máy để hết pin mất rồi. Chờ mình sạc một lúc nhá. Anh em chờ mình sạc một lúc nhá. Sạc pin một lúc nữa nha. Máy đã đây là 2% pin này đây. Sạc cái bến rồi 2% pin này. Mình đã cắt đi đã sạc rồi, mất thời gian. Nguồn nào test lại phun chức năng nào, xem màn bụng đẹp không nào. Đẹp thì ta mới lau sạch, thì bóc nó dán vào, đóng máy là xong, không gì là phức tạp cả. Ta lên nguồn. Mật khẩu là 210402 210402. Ok, chọn. Đây các bạn đây xem nền test đây. Đây cái giấy dán đây nha, phải ảnh vào đây đó nha. Dùng lạnh, sao thang không sao thang để test. Chờ tí ra mới lên, mới khởi động xong. Hai phím này test ok này. Hai phím này ok này. Đây ra, hai phím test ok nha, hai phím này rất hay chết nha. Nên mình phải cẩn thận, cảnh giác với hai phím này. Nếu không test được ta dép vào được tượng gì được tượng thôi. Các biểu tượng gì đi di lại vô tư, ok, không chết điểm nào. Máy sao test vẫn chưa ra lạnh. Không được ra bật tin nhắn, ta nhắn. Ta test các chức năng. Các phím. Tài ra lạnh ở đây. Cảm ơn. Ok. Cái đường này không ok ok
không nhanh lắm đâu, máy là dòng rẻ tiền thôi. Ok, cảm ơn. Ok, màn này nhìn có chấm nào không? Đây là bụi nhá, chấm nào không, không đốm xá không gì cả là ok. Hoài đã ok, người ta tiến hành đóng máy. Đóng máy là sẽ tháo các cổng bấm ra trước này, sẽ bỏ sạc nó dễ làm này. Khóa màn hình lại này. Cả một cái này mình có thể tháo nóng được không bạn gì đâu nhá. IC nằm ở trên main, mạch nằm trên mặt cảm ứng kính, nhưng mà IC nằm trên main. Đấy, không lại dính dính nhẹ rồi này. Đấy, nhấc nhẹ nhàng ra rồi. Cái này có một lớp ni lông nhá, thì nó ta bóc là xong này. Bóc nằm cái là xong này. Đấy, còn bây giờ phải lau sạch cái cảm ứng này đi. Bên trong bụi bặm vào đâu, lau sạch đi. Bóc ra đặt vào luôn là sạch. Chỉ được bóc một lần thôi. Một lần hai sẽ rất bẩn. Bóc được lần hai đâu. Dùng khăn sạch lau cho sạch cả một ngày nha. Bụi bụi này kiểu là nhìn kỹ mà, nhìn nghiêng thì sẽ nhìn thấy bẩn hay sạch. Điện thấy bụi bẩn ở đâu. Và dùng rẻ sạch lau mới đảm bảo nha, rẻ bẩn lau không sạch ở đâu. Còn nghĩa lên cái nền sáng là sẽ thấy bụi bụi bên trong nhạc lắm. Sạch, úp nó xuống nha, đứng ngửa lên nha, úp nó xuống. Còn làm sao để úp nó xuống, để lột cái này ra. Đó. Lột ra là hết bảo hành rồi nha. Đặt cái này vào, cân theo nút home. Hai bên sẽ cân nhau nữa. Cân nút home và cân hai bên nữa. Nó sẽ dính ngay lập tức đấy. Cân chuẩn chuẩn một tí. Đã giặt vào xong, đẹp chưa? Đóng cảm ứng và test lại một lần nữa rồi trước khi đóng máy. 2 1 0 4 0 2. Ok, chuẩn. Ok, tăng độ sáng này một tí, đang hết pin. Pin đang yếu, màn hơi tối. Đó, màn nó phải sáng rực rỡ này chứ. Ok mọi người, nó hơi lệch nhẹ này, để chọn một tí này, nhìn cái viền đen này mọi người này. Bên trong lại hơi lệch nhẹ một tí này, để cho cân một tí là được. Đó. Lên nó xong rồi. Em gọi anh sao không được? Điện thoại thuê bao Zalo thì không nghe. Anh có định làm ăn được không? Để còn biết được. Ok, đóng máy hoàn tất nha. Hả? Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, êm ái không làm vỡ nha. Ok, thành công, xong. Pin hết rồi nha.
Ok, chào.